Phương Y Lệ, người phụ nữ bị ép làm tình nhân cho Trần Viễn An suốt 3 năm, luôn nuôi hy vọng mong manh rằng một ngày anh buông tha cho cô. Nhưng cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích và Trần Viễn An không phải là hoàng tử. Khi cô vô tình nghe thấy anh nhẫn tâm nói rằng mình chỉ là món đồ chơi không đáng kể, trái tim cô tan nát. Cô bỏ chạy, rời xa cuộc sống xa hoa lạnh lẽo ấy, mang theo đứa con trong bụng. Thế nhưng Mất đi cô lại là lúc Trần Viên An nhận ra khoảng trống đau đớn trong tim. Khi nghe tin ngôi nhà cũ của Phương Y Lệ bị cháy, anh rơi vào tuyệt vọng. Ngày họ gặp lại, anh không còn là kẻ kiêu ngạo trước kia mà cúi người quỳ gối, van xin cô một lần nữa cho anh cơ hội. Nhưng liệu Phương Y Lệ có thể mở lòng tha thứ hay đó chỉ là những tháng ngày xa lạ nối tiếp? Trái tim cô liệu có thể một lần nữa đặt niềm tin vào người đàn ông đã từng xem nhẹ mình? Câu chuyện tình nhân bao nuôi mang thai bỏ trốn của ông trùm kinh tế hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh youtube nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Tin tức đang rầm rộ trên mạng là đại thiếu gia thành phố Hát Trần Viễn An sắp kết hôn với đại tiểu thư nhà họ lại. Trần Gia là gia tộc lớn nhất ở thành phố Hát, và lại ra cũng là một gia tộc giàu có hàng đầu cuộc hôn nhân này là một sự kết hợp hoàn hảo mọi người đều khen ngợi tài năng và ngoại hình của họ bọn họ thật đẹp đôi nhưng phương y lệ cầm que thử thai mà thấy ớn lạnh toàn thân cô có thai ngoài ý muốn rồi các biện pháp rõ ràng vẫn được thực hiện phương y lệ đã thử ba nhãn hiệu que thử thai khác nhau và cầu nguyện rằng có điều gì đó hiểu lầm nhưng kết quả vẫn như vậy trong 3 năm được Trần Viễn An bao nuôi, cô luôn rất cẩn thận. Dù điều đó khiến anh ta không vui, nhưng cô vẫn nhất quyết yêu cầu anh ta phải có biện pháp. Phương Y Lệ không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi cô có thai thì Trần Viễn An cũng sắp kết hôn. Anh ta chưa bao giờ nói về điều đó. Mà cô cũng biết rằng giữa hai người bọn họ sẽ không có tương lai. Trong năm đầu tiên học tập tại thành phố Hát, cô đã có khoảng thời gian khá vui vẻ. Phương Y Lệ rất giỏi tiếng Anh, và đã học được gần hết tiếng Quảng Đông nên không gặp vấn đề gì khi hòa nhập với môi trường này. Nhưng phải đến khi gia đình không thể gọi điện báo chi phí sinh hoạt kịp thời cho cô, cô mới biết rằng công ty của bố mình đã sụp đổ. Vì vi phạm hợp đồng nên phải bồi thường rất nhiều tiền. Bà nội cũng cần rất nhiều tiền để điều trị và chạy thận vì bệnh ure huyết. Bố mẹ cô bận rộn vì nợ nần nên bà cô không chịu đến bệnh viện điều trị bà ấy không muốn kéo hai người bọn họ xuống còn nói rằng bà ấy sống tiếp cũng chẳng giúp ích được gì phương y lệ dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để làm việc bán thời gian và ngày nào cô cũng rất mệt mỏi cho đến khi cô gặp được trần viễn an khi đó cô được bạn cùng lớp giới thiệu và làm vũ công trong một quán bar chỉ là nhảy ở quán bar thôi may mắn là cô có nền tảng về khiêu vũ và quán bar mở cửa vào buổi tối nên cô cũng không phải trì hoãn việc học của mình mặc dù điều này khiến cô bị thiếu ngủ trầm trọng và thiếu năng lượng trong lớp nhưng sau khi tìm được công việc đó cô không phải làm các công việc bán thời gian khác nữa vì số tiền kiếm được trong tháng không chỉ đủ trang trải cuộc sống mà cô còn có thể chữa bệnh cho bà nội và còn dư một ít cho gia đình tất nhiên có một số người muốn cô ra mặt và nói rằng họ sẽ cho cô rất nhiều tiền phương y lệ đã từ chối Quản lý quán bar cũng rất quan tâm đến cô, sau khi biết cô không muốn làm, ngoài vài lần hỏi ý kiến của cô ra thì sau này anh ta đều trực tiếp từ chối giúp cô. Cho đến khi làm việc ở đó được 2 tháng, sau khi cô nhảy xong và chuẩn bị tan sở thì người quản lý lại đến gặp cô. Người quản lý là một chàng trai trẻ với cái bụng bia to, tính tình rất tốt. Người quản lý xoa tay và nói với cô rằng có một vấn đề lớn mà anh ta không thể can thiệp được và muốn nói chuyện với cô phương y lệ đi theo quản lý đến phòng bao trong phòng toàn nam nữ mùi thuốc lá và rượu trộn lẫn vào nhau rất ngột ngạt người quản lý dẫn cô đến gặp một người đàn ông anh ta đang uể oải dựa vào ghế sofa đầu ngón tay thon dài trăng nõn đốt điếu thuốc khuôn mặt ẩn trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy dáng người mảnh khảnh bàn tay dài và đôi chân dài người quản lý gật đầu và cúi đầu trần tiên sinh Chúng tôi đến rồi. Đây là vũ công chính của chúng tôi, Alice. Đến đây chào hỏi Trần Tiên Sinh đi. Người đàn ông nghe thấy âm thanh thì cuối cùng cũng ngồi dậy. Một khuôn mặt xuất hiện trong ánh sáng. Hơi thở của cô nghẹn lại. Vương Y Lệ chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào đẹp trai như vậy ngoài đời. Khuôn mặt anh ta sắc sảo và góc cạnh, có phần pha trộn chủng tộc, vừa có nét u sầu của người phương Đông, vừa có nét sắc sảo của người phương Tây. Chỉ là một khi đôi mắt vượng đó nhìn người, sẽ mang đến cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt. Khi anh ta nhìn cô chằm chằm, cô cảm thấy như có một đôi bàn tay to lớn nào đó đang ôm lấy trái tim mình. Giọng cô cứng ngắc và lo lắng vô cớ. "Xin chào, Trần tiên sinh." Trần Viễn An vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, giọng nói rất hay, gợi cảm lại khàn khàn. "Lại đây ngồi xuống, uống với tôi một ly." anh ta thấy cô vẫn do dự nên nói yên tâm chỉ uống một ly thôi đây là khách của người quản lý vậy chắc phải có địa vị cao vương y lệ không dám làm khó người quản lý nên thận trọng ngồi cạnh anh ta tay anh ta đặt lên lưng ghế phía sau cô tạo thành một nửa bao bọc xung quanh cô vương y lệ hơi cúi người sang một bên anh ta đưa rượu vào miệng cô vương y lệ nhìn khuôn mặt quyến rũ của anh ta và không còn cách nào khác ngoài việc uống nó đôi khi nếu không đủ khả năng để chống trả người khác thì mình chỉ có thể cúi đầu đêm đó trần viễn an không làm khó cô anh ta đưa cho cô một ly rượu cho cô rất nhiều tiền nhiều hơn số tiền cô kiếm được trong một tháng sau đó thả cô đi trong vài ngày tiếp theo sau khi cô nhảy xong anh ta sẽ mời cô uống một ly đôi khi sẽ có rất nhiều người vây xung quanh anh ta Đôi khi anh ta chỉ ngồi một mình trong phòng bao Mỗi lần anh ta đưa tiền bo cũng càng ngày càng nhiều hơn Cho đến một tuần sau Ngón tay thon dài trăng nõn tay của anh Đặt trên đùi của cô Phương y lệ sợ hãi nhảy dựng lên Cách xa anh ta Anh hơi mỉm cười và nói Sao vậy tôi là ác quỷ ăn thịt người à Nhưng cô vẫn nhìn ra được rằng Anh ta đang không vui Phương y lệ nuốt nước miếng đáp Tôi không làm cái kia anh ta nhướng mày, "Cái gì? Thật xin lỗi." Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, da đầu cô tê dại, chỉ có thể khom lưng 90 độ và xin lỗi, sau đó chạy nhanh rời khỏi ghế lô. Ngày hôm sau, cô nhận được một cuộc điện thoại là một dãy số xa lạ. Trong điện thoại là âm thanh của Trần Viễn An. Âm thanh qua điện thoại của anh ta càng thêm dễ nghe. Anh ta nói, "Alice, tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm." Cô biết là có được vinh hạnh đó không? Phương Y Lệ từ chối, thế nhưng sau này, giám đốc đã sa thải cô, nói cô đắc tội với người không nên đắc tội. Công việc kia đối với cô mà nói là rất quan trọng, cũng may trước đây nhận được không ít tiền bo, có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Nhưng kế tiếp, cho dù là quán bar nào cũng đều không muốn tuyển cô nữa. Phương Y Lệ chỉ có thể đến cửa hàng tiện lợi để làm công, nhưng tiền lương của cửa hàng tiện lợi quá thấp hơn nữa còn phải làm vào ban ngày, tất cả đều không đáp ứng được mong muốn của cô. Mẹ nói, nhà lại bị người ta đến dục nợ rồi. Đang lúc cô tự hỏi nên làm cái gì bây giờ thì một chiếc Louis lao đến rồi ngừng trước mặt cô. Cửa xe hạ xuống, là khuôn mặt đẹp trai làm lay động lòng người kia của anh. "Phương tiểu thư, có thể mời cô ăn một bữa cơm không?" Phương Y Lệ lui về phía sau một bước. "Tôi không đi." trần viễn an hơi mỉm cười được anh ta không một chút để ý mà gọi điện thoại cô không để ý tới anh ta nữa kết quả là cô đi chưa được bao xa thì ông chủ cửa hàng tiện lợi liền gọi điện tới nói rằng cửa hàng không cần cô đến làm việc nữa phương y lệ dừng bước phía sau có người đang tới gần cô xoay người là trần viễn an anh ta rất cao hai tay đút vào túi anh ta nói bà ngoại của cô đối với cô rất tốt cô cũng không hy vọng bà ấy không có tiền chữa bệnh đúng không cô ngẩng đầu nhìn anh ta anh ta dù bận vẫn ung dung phương y lệ tiểu thư muốn nói chuyện cùng tôi không khi đó là vào gần mùa hè năm nhất vốn dĩ nghĩ nghỉ hè có thể nhận được nhiều việc hơn sẽ kiếm được một chút học phí cùng tiền sinh hoạt lại có thể trợ giúp trong nhà nhưng bởi vì đắc tội trần viễn an tất cả kế hoạch đều đi tong hết rồi trong một nhà hàng sao hoa đắt đỏ anh ta yêu nhã mà cắt từng miếng bò bít tết. Bộ dáng vẫn thong thả ung dung như cũ. Theo tôi được biết, nhà cô đang nợ nần, bà ngoại thì bị bệnh. Còn việc học nữa, tôi đều có thể giúp cô giải quyết. Phương Y Lệ nắm chặt tay. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Anh ta ngẩng đầu, hơi mỉm cười nhìn cô, cười làm cho cô phát ớn. Anh ta đem đĩa bò bít tết bà mình vừa cắt, đặt lên trước mặt cô, sau đó lấy dĩa của cô lại rồi nói ồ còn chưa có người có thể từ chối tôi đâu cô có thể thử xem phương y lệ không chịu được quá hai tuần bởi vì cô không tìm được công việc bán thời gian nào cả hơn nữa cũng không thể tiếp tục làm việc hiệu trưởng trường tìm đến cô để nói chuyện nói rằng trường học không cho phép làm thêm trừ khi các thủ tục liên quan được hoàn tất chỉ có thể làm các công việc bán thời gian liên quan đến chuyên ngành của mình cô học chuyên ngành thiết kế nội thất công việc bán thời gian trong lĩnh vực này về cơ bản chỉ để cô học và cô không thể kiếm được nhiều tiền từ đó tiền càng ngày càng ít đi tiền sinh hoạt tiếp theo thì phải làm sao bây giờ vô số lần cô nhớ về quá khứ khi đó kinh tế trong nhà vẫn còn ổn định nếu khi đó cô có thể nghĩ đến cuộc sống gian nan như bây giờ tiết kiệm tiền một chút thì hiện tại cũng không đến mức bị động như vậy trần viễn an lại hẹn gặp cô lần nữa cô đã đồng ý phương y lệ nói tôi có điều kiện tâm tình anh ta cực tốt là gì tôi không làm người thứ ba không phá hoại tình cảm gia đình của người khác anh ta cười và nhéo cảm cô cười đến ngả ngớn ồ vậy cô không cần phải lo lắng phụ nữ ở bên tôi vượt quá ba tháng còn chưa xuất hiện đâu cô hỏi anh ta vậy cùng anh phương y lệ không biết nên hình dung mối quan hệ này như thế nào nữa cô chỉ có thể nói sau khi chấm dứt mối quan hệ này anh sẽ không tiếp tục can thiệp vào công việc của tôi nữa đúng chứ trần viễn an cười nhạo một tiếng cô lo lắng cái này sao không bằng ngẫm lại xem nên lấy lòng tôi như thế nào kiếm được thêm ít giá trị từ trên người của tôi khi mới bắt đầu đi theo trần viễn an cô cảm thấy rất là bẽ mặt tất nhiên là anh ta đã cho cô rất nhiều tiền đủ để trả hết nợ nần cho gia đình thậm chí đủ nuôi sống bọn họ suốt quãng đời còn lại nhưng cảm giác khi đưa tay xin tiền anh ta lại khác cảm giác như cô mắc nợ anh ta vậy cảm giác như cô đã bán mình cho anh ta và khi ở cùng anh ta cô luôn có chút sợ hãi mặc dù anh ta có vẻ dễ gần nhưng lại rất đáng sợ phương y lệ nhanh chóng chuyển đến biệt thự mà trần viễn an đã chuẩn bị ngoài việc lên lớp thì cô đều ở nhà chờ anh ta về vai trò của cô vừa là người yêu vừa là người hầu. Lần đầu tiên anh ta đến sau khi cô chuyển vào, khi đó cô đang đọc sách và học bài trong phòng làm việc trên lầu. Cho dù nghe tiếng xe đi vào, cô cũng không bước ra. Cô cũng không biết làm thế nào để hòa hợp được với anh ta cả. Những người giúp việc vội vàng đến và nói rằng ông chủ đang rất tức giận và yêu cầu cô xuống phục vụ. Đây là lần đầu tiên cô trải qua loại cực hình này. Hình như mọi người đều cẩn thận giống như là đang đối mặt với cường địch, sợ làm anh ta không vui. Phương Y Lệ không hiểu lắm. Điều cô học được ở trường trước đây là mọi người đều bình đẳng, ngay cả ở nhà, cho dù bố về thì cũng không nhất thiết phải ra đón. Cô theo người giúp việc đi xuống, Trần Viện An không nói gì, chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào cô. Dù anh ta không nói gì, nhưng bằng cách nào đó, anh ta khiến cho cô cảm thấy mình đã làm sai điều gì vậy? phương y lệ hơi xấu hổ và không biết phải làm gì người giúp việc thấp giọng nhắc nhở mang dép trong nhà cho ông chủ đi cô đỏ mặt và cẩn thận đặt đôi dép xuống chân của anh ta có lẽ thế cô thực sự không biết gì người giúp việc đã ngồi xổm xuống sàn cởi giày cho anh ta rồi xỏ dép vào sau đó anh ta nói với cô em đã học được nó chưa cô nhìn anh ta anh ta cũng nhìn chằm chằm vào cô phương y lệ gật đầu sau đó trần viễn an nói với người giúp việc hãy dạy em ấy những quy tắc trong nhà mỗi lần trần viễn an về cô phải lấy dép cho anh ta nửa quỳ dưới chân và mang vào cho anh ta anh ta muốn đi tắm và thay quần áo trước còn cô cần phải cầm quần áo của anh ta và đợi ở cửa anh ta phải được dùng bữa trước nếu anh ta vẫn chưa rời khỏi bàn thì cô sẽ không được phép rời đi ngay cả khi đã ăn xong khi anh ta rảnh Cô không thể làm việc riêng của mình mà phải đi cùng hoặc mát xa cho anh ta. Dù sao thì mọi thứ đều phải vì anh ta trước. Hệ thống phân cấp rất chặt chẽ. Đôi khi nhìn thấy những người giúp việc đứng trước mặt anh ta, nhìn thấy bộ dáng uy nghiêm của anh ta, liền muốn quỳ xuống đất, hô to vạn tuế. Tác động của môi trường tới con người là rất lớn. Lúc anh ta nằm trên giường, sẽ dỗ dành cô một chút. Nhưng nếu cô dám từ chối hoặc tỏ ra khó chịu, không hài lòng với Trần Viên An thì anh ta sẽ càng hành hạ và trừng phạt cô hơn nữa. Dưới tầng hầm của biệt thự có một căn phòng đồ chơi tình dục rất lớn. Lần đầu tiên anh ta đưa cô vào, cô đã bị sốt cao. Nhưng Trần Viên An đặc biệt thích chơi trong đó, làm cho cô lần nào cũng rất sợ. Việc phải đối mặt với nỗi sợ hãi trong tình dục dần dần lan rộng đến cuộc sống hàng ngày. Cả hai đều ảnh hưởng lẫn nhau. Đôi khi nghe giọng nói của anh ta Cô không khỏi cảm thấy phấn chấn Phương Y Lệ không biết người khác như thế nào Nên cũng không biết họ có biến thái hay không Nhưng cô không muốn ở gần Trần Viễn An Thật là nhàm chán Vẫn run rẩy vì sợ hãi Sợ rằng anh ta sẽ không vui May mắn là anh ta nói chỉ mất 3 tháng Cô giữ vững ý chí này để sống từng ngày Trong kỳ nghỉ hè năm thứ nhất Cô không về quê Mà ở trong biệt thự cả ngày anh ta sẽ đưa cô đi gặp bạn bè của mình. Cách mà bạn bè anh ta nhìn cô cũng thật là khó hiểu. Mọi người đều biết cô là tình nhân của anh ta. Khi anh ta không muốn uống rượu, cô sẽ ngăn anh ta uống và nhóm bạn của anh ta sẽ không ngừng mời cô uống thay. Lúc đầu cô hơi lạnh lùng và không muốn uống. Một người bạn của anh ta khinh thường nói với cô, "Ra ngoài bán thân, không uống rượu thì làm được gì?" Còn giả vờ lạnh lùng tất nhiên họ sẽ không nói những điều như vậy trước mặt trần viễn an vì đánh chó thì phải ngó mặt chủ cơ mà nếu trần viễn an ở đây và cô không muốn uống rượu thì anh ta sẽ tự mình uống rượu thay cô phương y lệ không dám từ chối nữa bởi vì cô không muốn tình hình tệ hơn sau vài lần thì cô quen dần có thể uống bao nhiêu tùy thích uống cho đến khi nôn ra thì thôi không phải là ngày nào anh ta cũng hành hạ cô Tất cả các loại trang sức, quần áo và giày dép phiên bản giới hạn, mọi thứ đều có sẵn. Trần Viễn An cho cô cả một ngôi nhà. Giá nhà ở thành phố Hát rất là cao. Căn hộ anh ta đưa cho cô không chỉ ở một vị trí tuyệt vời mà còn là một căn hộ rộng rãi. Anh ta rất hào phóng, cũng có thể nói là do cô khá ngoan ngoãn. Cho dù ban đầu anh ta nhận xét cô rất ngốc. Sau khi năm thứ hai đại học bắt đầu, Cô đã đợi anh ta nói ra câu mọi chuyện đã kết thúc, nhưng anh ta chưa bao giờ nói rằng nó đã kết thúc cả. Từ tháng 9 đến tháng 10, vì không về nhà trong kỳ nghỉ hè dài nên cô rất muốn về thăm nhà, nhưng anh ta không để cho cô đi. Vào tháng 10, đó là sinh nhật của bà cô, bà rất nhớ cô, cho nên ngày nào cũng gửi tin nhắn bảo cô đừng có cố quá rồi lại mệt. Sinh nhật hàng năm của bà cô đều về chơi. Cô nói với Trần Viễn An rằng mình muốn về nhà Thế nhưng anh ta đã vất lờ cô Sự im lặng của anh ta chính là câu trả lời Tức là không đồng ý Ví dụ Có một buổi họp lớp ở thành phố Hát Và cô đã đến tham dự Nếu lúc về nhà mà Trần Viễn An không thấy cô Thì anh ta sẽ gọi điện Và yêu cầu cô phải về ngay lập tức Anh ta không nói rõ ràng là cô không được phép ra ngoài Nhưng nếu cô không nhận được sự đồng ý của anh ta anh ta sẽ gọi lại cho cô ngay lập tức mỗi lần anh ta gọi cho cô thì đều chỉ nói quay về ngay rồi anh ta sẽ cúp máy anh ta luôn như vậy sau khi nói ra yêu cầu của mình anh ta lập tức sẽ cúp điện thoại nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy tâm lý nổi loạn của cô bỗng nhiên trỗi dậy cô không về nhưng trong vòng nửa giờ sau đã có hai người giúp việc và hai vệ sĩ đến gặp cô rồi nói rằng ông chủ yêu cầu cô quay lại ngay và đừng làm khó họ. Mọi người nhìn cô đầy rừng sốt. Sau đó mỗi lần ra ngoài, cô đều phải xin phép ông chủ, trừ khi đi học. Chờ anh ta nói rõ ràng là có thì cô mới có thể đi ra ngoài. Nhưng Trần Viễn An sẽ cho cô biết thời gian có hạn và khi nào anh ta sẽ trở về. Cô thận trọng đi theo anh ta, thì thầm rằng cuối tuần mình nhất định sẽ về nhà. Trần Viễn An dừng lại và nói, Cuối tuần đi Ma Cao với tôi. Phương Y lệ lo lắng giải thích. Cuối tuần là sinh nhật của bà tôi, tôi muốn về. Những nơi anh ta đến đều thật là xa hoa và trụy lạc. Mỗi lần đến đó, cô đều có cảm giác mình thật giống loại người ở đó. Dù đã bán mình cho anh ta được một thời gian, nhưng cô không muốn mình lúc nào cũng bị xỉ nhục. Trần Viễn An cao mày. Có lẽ anh ta không ngờ cô sẽ từ chối. Anh ta quay lại nhìn cô với vẻ mặt ủ rũ mà không nói gì phương y lệ nắm chặt tay thấp giọng hỏi khi nào thì mối quan hệ của chúng ta mới kết thúc ba tháng đã trôi qua rồi cô lấy hết can đảm nhìn anh ta và nói lúc đó anh đã nói là ba tháng mà đôi mắt anh ta sâu thẳm như một vũng nước lạnh anh ta tiến một bước lại gần cô làm cho cô lùi lại một bước anh ta nhéo cổ cô giọng giễu cợt nói ở bên cạnh tôi làm em oan ức lắm sao cô ngoảnh mặt đi không dám nhìn anh ta anh ta cười lạnh tôi sẽ không nói kết thúc em muốn đi phương y lệ cảm thấy sợ hãi và tủi nhục nhưng chính trần viễn an đã truyền lại sức mạnh cho cô bằng lòng dũng cảm vô hạn cô đẩy anh ta thật mạnh thời gian đã hết tôi phải đi thôi anh ta không chuẩn bị trước và bị cô đẩy lùi ngay lập tức anh ta càng tức giận hơn và kéo cô vào phòng ngủ cô bị tra tấn suốt đêm anh ta hỏi cô đã biết sai chưa lúc đầu cô nghiến rằng không chịu đầu hàng nhưng sau đó đã bị anh ta làm cho sợ hãi và không còn cách nào khác ngoài sự cầu xin thương xót trên người có rất nhiều vết hằn trông như thể là vừa bị đánh vậy cô lại sốt rồi sau khi truyền hai chai nước cơn sốt mới giảm dần mấy ngày nay trần viễn an cũng không trở về cô cũng nhớ đến ngày sinh nhật của bà sau khi bình phục Cô thu dọn hành lý và rời khỏi biệt thự của anh ta Người giúp việc có thuyết phục thế nào đi nữa Cô cũng không nghe Dù sao cô cũng không phải làm việc nữa Số tiền anh ta đưa cho cô đã đủ rồi Và chính anh ta cũng nói rằng Sau 3 tháng Cô đã hoàn thành công việc của mình rồi Phương Y Lệ trở về ký túc xá của trường để ở Trước đây vì muốn đến quán bar nhảy Nên sau khi làm việc ở quán bar xong Cô chỉ có thể tìm một cửa hàng tiện lợi Mở cửa 24 trên 24 để ngồi nghỉ khi trời gần sáng cô sẽ về ký túc xá để bắt kịp giấc ngủ của mình bây giờ trở lại cuộc sống sinh viên bình thường cô vẫn cảm thấy không chân thực và cảm nhận được sự ấm áp mà đã lâu rồi mình chưa được thấy vì thế nó càng khiến cho cô trân trọng hơn nhưng hai ngày nay tâm trạng cô không được tốt lắm trần viễn an đã đến trường tìm cô cô đã từ chối cuộc gọi của anh ta anh ta gửi cho cô một tin nhắn ra ngoài cửa nếu em không ra ngoài tôi sẽ tự mình đến tìm em phương y lệ không dám để các bạn cùng lớp biết về mối quan hệ của cô với anh ta anh ta là một nhân vật nổi tiếng ở thành phố hát và nếu cô và anh ta bị bắt gặp cùng nhau hai người bọn họ chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán hơn nữa danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại hoàn toàn cô hẹn trần viên an ở một nơi khác và bảo anh ta đợi mình vừa đến cổng trường cô đã bị vệ sĩ của anh ta bắt lại và đưa lên xe trần viễn an nhốt cô lại nhốt theo đúng nghĩa đen trần viễn an nhốt cô trong tầng hầm biến thái của mình và tra tấn cô chờ khi anh ta rời đi cô cũng chỉ có thể ở đó một mình anh ta nói cô không hiểu chuyện và muốn dạy cô một bài học cô hoàn toàn sợ anh ta rồi anh ta nói nếu cô dám trái lệnh anh ta một lần nữa anh ta có thể giam cầm cô đến hết đời dù sao thì nhiều người như vậy ở thành phố hát sẽ quan tâm đến một sinh viên chắc dù có bị phát hiện thì cũng không ai có thể làm gì được anh ta cô thực sự sợ trần viễn an cô chỉ biết khóc lóc van xin anh ta cho cô được đi học sau khi được thả ra dù anh ta có nói gì thì cô cũng không dám trái lời nữa chỉ có thể làm tình nhân của anh ta cô hy vọng anh ta có thể để cô đi khi anh ta cảm thấy chơi chán rồi May mắn là tuy anh ta không để cô đi, nhưng anh ta rất bận. Cô ngoài việc đến trường thì chỉ có thể học tập trong biệt thự hoặc là ra ngoài xem một chút triển lãm. Từ năm 2 đại học đến năm thứ 3, Phương Y Lệ trở thành người phụ nữ ở bên cạnh Trần Viễn An lâu nhất. Bạn bè của anh ta ban đầu tỏ ra khinh thường cô, nhưng sau đó lại nhìn cô với ánh mắt ân cần khác, bởi vì họ cho rằng cô có năng lực nào đó và có thể chói được Trần Viễn An thời gian trôi qua có người vẫn nói cô là tình yêu đích thực của anh ta ngoài việc cô ở bên trần viên an lâu nhất còn có một lý do khác đó là anh ta sẽ tặng cô những món trang sức rất đắt tiền đồ trang sức trị giá hàng trăm triệu đô la và đã được bán trong một bữa tiệc bán đấu giá phương y lệ không dám chạm vào vì sợ làm hỏng nó có lần anh ta đưa cô đi chơi cùng với bạn bè bạn của anh ta nói đùa rằng trần thiếu cậu không thể xa cách chân ái của mình dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Đúng vậy, ở đây có nhiều người đẹp như vậy, sao cậu không thay đổi khẩu vị thử xem? Khi đi chơi với anh ta, cô thường chỉ ở bên cạnh anh ta và đóng vai một chiếc bình hoa. Không cần phải nói, khi anh ta không muốn uống rượu, cô sẽ bước tới giúp anh ta chắn rượu. Cho nên ngày hôm đó cô cũng đã không nói gì. Anh ta không nói, bạn của anh ta lại hướng sự chú ý sang cô. Alice, nói cho chúng tôi biết, cô đã làm cách nào để khiến cho Trần Thiếu quan ngoãn như vậy? Phương Y Lệ cười nhẹ và không nói gì. Người bạn lại nói, Ồ, oh, vậy cô có thể tự mình chơi ở đây, chúng tôi sẽ đưa Trần Thiếu qua kia chơi trước. Họ đưa Trần Viễn An đi, bên ngoài bể bơi có rất nhiều người đẹp mặc đồ bơi. Phương Y Lệ ngồi đó một lúc, cảm thấy chẳng có gì để làm, nên tìm một góc xem phim trên điện thoại. Lúc đó Trần Viễn An đã rất tức giận. Cô không biết ai đã gây sự với anh ta. Tóm lại lúc cô nhìn thấy con người cao ngạo đó, cái bóng của anh ta cứ lơ lửng trên đầu cô. Anh ta ném điện thoại của cô vào ly rượu và nhìn cô với vẻ mặt u ám. Thành thật mà nói, cô nghi ngờ anh ta có xu hướng bạo lực. Sau đó anh ta kéo cô và xài bước đi. Cô không quen đi giày cao gót, nên rất là khó để Trần Viễn An kéo cô đi loanh quanh Kể từ đó, không còn ai dám giới thiệu các người đẹp với anh ta nữa. Đúng vậy, ai lại muốn phục vụ một kẻ tâm thần chứ? Điều này khiến cho mọi người đều nghĩ rằng cô là chân ái của anh ta. Có lúc anh ta hỏi cô, "Em có yêu tôi không?" Cô không giỏi nói dối lắm, vì vậy cô đã không nói chuyện. Anh ta rất dễ nổi giận. "Em bị câm à?" "Tôi, tôi không biết." Trong kỳ nghỉ đông năm cuối cấp, cô trở về quê mình anh ta vậy mà thực sự đã đưa cô đến sân bay khi đưa cô vào anh ta khẽ chạm vào đầu cô nhìn cô rồi nói trở về nhớ gọi video cho tôi phương y lệ gật đầu sau khi về đến nhà cô mới dám thư giãn nghỉ ngơi cô cảm thấy việc đi học giống như đi lạc vào cung điện và phải làm nô lệ trong vài năm vậy à không cô đúng thật là đã làm nô lệ được vài năm rồi ngày đầu năm cô cảm thấy rất vui ngoài việc phải gọi video cho anh ta trong hàng đêm để giải quyết vấn đề thì anh ta hầu như không có ảnh hưởng gì đến cô cả hai người bọn họ đều không có gì để nói bình thường ở biệt thự nếu không đi ngủ anh ta sẽ thường làm việc tập thể dục hoặc đi chơi với bạn bè còn cô thì làm bài tập về nhà và xem phim khi ở trên giường cô luôn là người tuân theo mệnh lệnh nhưng khi cô trở về nhà anh ta lại nói nhiều hơn trần viễn an sẽ hỏi Hôm nay em làm gì? Cô đáp Tôi chẳng làm gì cả Đã gói há cảo chưa? Gói rồi Vậy còn pháo hoa? Không Tại sao? Không được phép Em có muốn xem pháo hoa không? Không có tâm trạng Em có nhớ tôi không? Không biết Anh ta không thích bất cứ điều gì mà cô nói không với anh ta Vậy nên cô sẽ trả lời luôn là không biết Bằng cách này nó sẽ không làm tổn thương anh ta và cũng không gây khó khăn cho cô khi phải nói dối ban đêm khi cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của anh ta vào sáng sớm anh ta yêu cầu cô xuống tầng dưới và anh ta đang đợi cô ở tầng dưới mùa đông ở miền bắc rất lạnh ngoài trời đang lạnh cóng phương y lệ không muốn ra ngoài chút nào nhưng khi anh ta đến cô cũng không nghĩ đó là điều bất ngờ cứ như ma quỷ đến để đòi mạng vậy cô không dám cho gia đình biết cô đang làm gì ở thành phố hát cô chỉ nói rằng mình kiếm tiền bằng cách mua đặt hàng mỹ phẩm cho người khác dưới ánh đèn đường khuôn mặt anh ta có chút dịu dàng trần viễn an quàng một chiếc khăn giày có chút phàn nàn phương y lệ sao ở đây lạnh thế anh ta luôn gọi cô bằng cái tên đầy đủ cũng không gọi cô bằng tiếng anh nữa cô không biết phải nói gì nên hỏi anh ta sao anh lại ở đây đến đốt pháo hoa cho em xem. Một đặc điểm khác của Trần Viễn An là nếu anh ta muốn đưa thứ gì đó cho cô thì cho dù cô có thích hay không thì anh ta cũng phải đưa cho cô bằng được. Đối với anh ta, cô nói gì không quan trọng. Thay vì đốt pháo hoa vào ban đêm, cô ta ngủ ở nhà còn hơn. Anh ta ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên đầu cô rồi ngắm pháo hoa trên bầu trời. Anh ta nói: "Vương Y Lệ, năm mới vui vẻ." Em có gì muốn nói với tôi không? Tất cả những gì cô có thể nói là chúc mừng năm mới. Rồi anh ta hôn cô một cách dịu dàng. Khi Trần Viễn An muốn đối xử tốt với ai đó, rất dễ khiến trái tim người đó rung động. Như khi anh ta hôn cô thật dịu dàng vậy. Ngày hôm sau, Trần Viễn An đưa cô trở lại thành phố Hát bằng máy bay riêng. Kể từ năm mới này, anh ta đối xử với cô vô cùng tốt. Anh ta không những không thường xuyên tức giận, lạnh lùng, mà còn rất dễ gần nữa ví dụ khi hai người bọn họ ở trên giường anh ta sẽ hỏi cô cảm thấy thế nào nếu cô không muốn anh ta sẽ không đặc biệt thúc ép nữa bình thường tất nhiên cô vẫn phải phục vụ anh ta một cách thận trọng nhưng đôi khi anh ta sẽ nói với tâm trạng vui vẻ cảm ơn vợ nhé trần viễn an thỉnh thoảng sẽ gọi cô là vợ cô không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta nữa nhưng sau một thời gian cô đã hiểu ra hôm đó anh ta đưa cho cô một bộ siêu tập từ một cuộc đấu giá được cho là bộ siêu tập của hoàng gia anh trần viễn an đeo nó cho cô với tâm trạng vô cùng vui vẻ ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt cô trong gương em có thích nó không phương y lệ nhìn chiếc vòng ngọc cực kỳ sang trọng được đeo trên cổ cô mỉm cười với anh ta và nói cảm ơn tiên sinh khi mới bắt đầu đi theo anh ta cô đã gọi anh ta là trần tiên sinh sau này cô gọi anh ta là tiên sinh. Trần Viễn An ngồi lên bàn trang điểm rồi nắm tay cô. Sắp tốt nghiệp rồi à? Lòng cô tắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Ừ, kế hoạch tiếp theo của em là gì? Cô nhìn anh ta và nói, tôi chưa có kế hoạch nào cả. Nếu gia đình không có chuyển biến gì và gia đình vẫn đủ khả năng chi trả học phí và sinh hoạt cho cô, thì cô nhất định sẽ học cao học hoặc là tiếp tục đi du học. Hoặc nếu anh ta để cô đi sau khi chơi được vài tháng, có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục học. Bây giờ bất cứ khi nào cô ra tay, anh ta sẽ biết, nhất định sẽ đưa ra ý kiến và hạn chế cuộc sống của cô. Vì thế cô chọn không làm gì cả. Trần Viễn An xoa vai cô và ấm áp hỏi. Em muốn thì có thể tiếp tục học, không muốn học nữa thì cũng không cần đi xin việc. Em có thể làm ở công ty của tôi. Phương Y Lệ giả vờ suy nghĩ. Tôi không muốn học nữa, Nói rồi cô ôm lấy anh ta Cô không muốn cho anh ta nhìn vào mặt cô nữa Bởi vì cô không giỏi nói dối Sao em không học tiếp Tôi thấy em học rất chăm chỉ bà Học tập có nghĩa là bị người khác kiểm soát trong ít nhất một năm Nếu không phải vì lấy được bằng tốt nghiệp của Đại học thành phố Hát Mấy năm nay cô sao có thể khiêm tốn như vậy Không có nô lệ ở đất nước mới Câu nói này chỉ nhắc đến con chó sống ở thế giới cũ Vẫn muốn kiểm soát cô phương y lệ nói tôi chỉ muốn đợi anh ở nhà thôi trần viễn an mỉm cười lồng ngực rung lên vậy được tôi sẽ để thư ký nhậm chức giúp em nhưng em không cần phải đến công ty chỉ cần tận hưởng cuộc sống ở nhà là được phương y lệ gật đầu anh ta nói thêm ngày mai hãy ăn mặc thật đẹp tôi sẽ đưa em đi gặp một người ngày hôm sau khi đang ở trường cô tự nhiên cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến kỳ kinh nguyệt của mình đã bị chậm lại một tuần cô lập tức tái mặt khi ở bên trần viễn an cả anh ta và cô đều rất chú ý đến các biện pháp bảo vệ khi cô mới theo trần viễn an anh ta đã cảnh cáo cô đừng nghĩ tới việc dùng thủ đoạn xấu xa như là có thai sinh con để lên nắm quyền nếu có thai thì hãy phá bỏ đi anh ta cũng đã có biện pháp ngay cả khi cô không thực hiện bất kỳ biện pháp nào bọn họ vẫn sẽ nhìn cô nuốt viên thuốc tránh thai Vương Y Lệ đã từng uống thuốc tránh thai rất nhiều. Sau tết này, có vẻ anh ta rất là quý cô. Các biện pháp đã được thực hiện mọi lúc. Cô nhanh chóng đi mua que thử thai. Hai vạch. Phương Y Lệ cảm thấy trái tim mình như đang chết dần chết mòn. Vẫn cần phẫu thuật. Việc này không thể làm càng sớm quá được. Ít nhất phải làm sau khi rời khỏi thành phố cảng. Nghĩ đến cũng thấy khó chịu. Chẳng ai muốn cơ thể mình bị tổn hại cả. Người lái xe gọi điện dù cô quay lại đã đến lúc chuẩn bị đến bữa tiệc của Trần Viễn An. Khi đang ở trên xe, cô đọc tin tức địa phương. Một số tài khoản tiếp thị cho biết, hai gia đình giàu có bậc nhất ở thành phố Hát sắp liên hôn và tin vui sẽ được công bố trong thời gian tới. Phương Y Lệ không hứng thú và thoát ra ngay lập tức. Khi cô đến biệt thự nơi tổ chức bữa tiệc, người giúp việc dẫn cô lên lầu. Đứng trước cửa phòng tiếp khách ồn ào trên tầng 2, cô đã nghe thấy bạn của Trần Viễn An hỏi một cách phù phiếm trần thiếu nếu anh kết hôn rồi thì con chim hoàng yến của anh phải làm sao đây trần viễn an chế nhạo cô ấy dám có ý kiến với cuộc hôn nhân của tôi sao mọi người cười và nói còn chị dâu thì sao chị ấy có ý kiến gì không giọng nói lười biếng của anh ta vang lên cô ấy rất là hào phóng tiếng cười của đám đông trở nên sôi nổi hơn tất cả đều khen ngậy vận may của anh ta sau khi họ đổi chủ đề cô mới mở cửa bước vào anh ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Cô bước tới, sau đó anh ta kéo cô ngồi lên đùi mình. Bộ dạng cùng với sự ngả ngớn, anh ta ôm lấy eo cô, xoa xoa hồi lâu rồi thì thầm với cô. Lát nữa tôi sẽ dẫn em đi gặp một người, nhớ là cư xử ngoan chút. Cô nhìn anh ta, nhẹ nhàng hỏi. Ai vậy? Tôi... Trần Viễn An dừng lại một chút. Bạn đời của tôi, cô ấy đã biết sự tồn tại của em và cũng nói rằng cô ấy sẽ không bận tâm đến. Cô lặng lẽ nhìn anh ta. Anh ta nói tiếp. Trong tương lai, cuộc sống của em sẽ không thay đổi. Nó vẫn sẽ như vậy. Có rất nhiều tấm gương về những người vợ và tình nhân hòa thuận với nhau ở thành phố Hát. Phương Y Lệ gần như cười lớn, nhưng cô đã kìm lại và chỉ nhìn anh ta với một nụ cười khó hiểu. Trần Viễn An có chút khó chịu. Sao em lại cười? cô lắc đầu nhưng thấy buồn cười quá nên chỉ có thể nói anh nói tiếp đi anh ta dịu dàng một chút và nói sau khi chúng tôi kết hôn tôi không thể sống cùng em mỗi ngày như trước được nữa nhưng tôi cũng sẽ không bỏ rơi em chờ sinh con xong tôi sẽ đưa em về ra mắt gia đình bây giờ cô thực sự bối rối gặp gỡ người nhà của anh còn có thể gặp người nhà nữa à anh ta chạm vào đầu cô và nói Chờ em sinh được con trai Cả con và em đều sẽ được ghi vào gia phả Nếu là con gái thì sao? Thì sẽ sinh cho đến khi nào có con trai thì thôi Nếu vẫn không được Vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm Vừa nói anh ta vừa sờ bụng cô và hỏi Gần đây em có điều gì bất thường không? Phương Y Lệ cảm thấy ớn lạnh trong lòng Trần Viễn An đang cố tình làm vậy Đôi khi cô bối rối vì thể lực không đủ Nếu lúc đó anh ta không có biện pháp có lẽ cô sẽ không nhận ra điều đó chút nào anh ta đang quan sát khuôn mặt của cô phương y lệ lắc đầu anh ta ôm cô vào lòng thì thầm cứ ngoan ngoãn đi theo tôi tôi sẽ chăm sóc em cả đời lo cho em đủ cơm ăn áo mặc cô ngoan ngoãn tựa vào vòng tay anh ta và lắng nghe giọng nói của anh ta anh ta không nghĩ mình đặc biệt tình cảm phải không nói xong anh ta hỏi cô em có cảm động không phương y lệ nói không dám cảm động. Người anh ta muốn cưới chính là đại tiểu thư nhà họ lại, cô ấy trông rất tươi tắn và thanh lịch. Khi đưa cô theo, Trần Viễn An đầy nhiệt huyết, như thể hai người bọn họ là người thân đã lâu không gặp vậy. Cô ấy cũng nói chuyện như một phu nhân chính hiệu, ý chung là hai người bọn họ nên phục vụ tốt Trần Viễn An, việc gì cũng lấy anh ta làm ưu tiên, đừng ghen tị, việc gì nên làm thì cứ làm. Cô ấy còn nói rằng cô thật quá may mắn một điều may mắn mà dù mấy kiếp cũng không thể đạt được còn thì thầm với cô rằng trần viễn an là một người có tính tình và ngoại hình tốt phương y lệ cứ luôn mỉm cười và gật đầu sau khi học xong đại học thành phố hát cô luôn cảm thấy khá xúc động và lo lắng về cuộc phẫu thuật sắp tới cuộc hôn nhân giữa trần viễn an và con gái lớn nhà họ lại đã được đưa tin và sẽ đính hôn sớm thôi trần viễn an đã tặng cô rất nhiều quà có thể đó chỉ là một hình thức an ủi trá hình chiếc cà vặt anh ta đeo vào buổi sáng đính hôn là do cô làm cô cũng đã ủi bộ đồ của anh ta trong khi cô đang sắp xếp quần áo cho anh ta cô nói tôi cũng đã chuẩn bị quà đính hôn cho anh anh ta mỉm cười ngạc nhiên cái gì phương y lệ nói một cách nịnh nọt chờ anh quay lại thì sẽ biết anh ta đang có tâm trạng vui vẻ và nhéo vào mặt cô sau đó anh ta đi ra ngoài cô quay lại phòng làm việc của anh ta và lấy giấy bút ra sau đó cô lấy giấy tờ tùy thân cho vào túi cũng không cần thêm gì nữa cô nói với người giúp việc rằng mình định đi dạo trong trung tâm mua sắm và sẽ không quay lại ăn trưa rồi lái xe ra khỏi cửa chiếc xe là món quà sinh nhật anh ta tặng cô đó được cho là phiên bản giới hạn toàn cầu và chỉ có hai chiếc ở thành phố H thực sự rất tốt khi cô đi qua hải quan tim cô đập thình thịch sợ bị bắt lại. Nhưng cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Vào đất liền xuân sẻ, cô gọi điện cho bố mẹ và nói với họ rằng mình đang mắc nợ bọn cho vay nặng lãi và sẽ trốn nợ một thời gian để họ khỏi lo lắng. Cho nên nếu bất cứ ai hỏi cô đang ở đâu thì đều nói rằng họ không biết. Cô phải mất một thời gian dài để giải thích với họ rằng cô không gặp nguy hiểm. Nhìn thành phố vừa lạ vừa quen, cô hít một hơi thật sâu. Đây là hương vị của sự tự do Năm năm sau, tiếng chuông vừa vang lên, bọn trẻ ùa ra khỏi lớp. Mọi người vui vẻ đến cửa sổ căng tin để xếp hàng ăn tối. Khi cô đang thu dọn sách giáo khoa, hai chiếc bánh bao nhỏ giống hệt nhau lao vào ôm lấy đùi cô. Mẹ, mẹ, đây là hai cậu con trai sinh đôi của cô. Sau khi trốn thoát không lâu, cô đã tìm đến được ngôi làng nhỏ trên núi này. Chỉ mất hơn 10 phút để đến quận lỵ. Bà ngoại đã đợi cô ở đây rất lâu rồi. Khi cô còn là sinh viên đại học, bà cô đã nhận thức sâu sắc rằng cô không hề hạnh phúc chút nào kể từ khi cô được bà ấy nuôi dưỡng cô đã kể cho bà nghe mọi chuyện bà không trách cô và càng thấy thương cô hơn bà ấy đã đến thành phố nhỏ này trước sau đó đợi cô tìm đến mình một người như trần viễn an chắc chắn sẽ không bỏ cuộc anh ta chắc chắn sẽ đến tìm cô nhưng quyền lực của anh ta đều nằm trong thành phố hát việc tìm người ở đất liền chắc chắn không thuận tiện chút nào hơn nữa anh ta đã có cuộc sống riêng của mình anh ta kiêu ngạo đến mức đe một người phụ nữ bỏ chạy anh ta có thể tìm kiếm người trong vài tháng thậm chí một hoặc hai năm nhưng cô không tin anh ta có thể tìm kiếm trong đến ba năm hoặc năm năm thế là từ sự sợ hãi ban đầu dần chuyển sang sự thờ ơ về sau đứa trẻ là được giữ lại sau khi bà ngoại và cô cùng nhau bàn bạc đầu tiên cô sợ phá thai thứ hai là bọn nhóc là cặp song sinh và bà ngoại không muốn bỏ rơi chúng cho dù bố của chúng có điên đến đâu thì chúng vẫn là máu thịt của cô hơn nữa với quá khứ như vậy cô không nghĩ rằng có ai có thể chấp nhận được quá khứ của cô và cô cũng không nghĩ rằng có ai có thể chấp nhận được sau lần sảy thai tốt hơn hết là sống một mình dù sao thì cô đã chán việc chờ đợi người khác rồi phương y lệ chắn ngấy việc nhìn vào mặt mọi người Cô vẫn nhớ đến nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng mỗi khi nghe được giọng nói của Trần Viễn An. May mắn thay, sau khi sinh được hai đứa con, cô không hề hối hận. Bọn nhỏ là những thiên thần được ông trời ban tặng cho cô. Cuộc sống của bọn họ vô cùng tốt. Cô thường xuyên đưa bà ngoại đi chạy thận, chạy thận tốn rất nhiều tiền. Công việc quan trọng nhất đương nhiên vẫn là chăm sóc Đoàn Đoàn và Viên Viên. Cô cũng làm giáo viên ở một trường trong làng bọn họ không chỉ thuê nhà của người dân trong làng mà còn mua đất của ông ấy vì vậy cô thường làm ruộng và khi thực sự không có thời gian cô sẽ thuê dân làng giúp hai người bọn họ làm ruộng bởi vì vấn đề an toàn thực phẩm ngày nay rất đáng lo ngại nên hai người bọn họ đều trồng mọi thứ mà hai người bọn họ ăn ở nhà hai người bọn họ tự nuôi gà vịt và cá hoặc cũng sẽ mua thực phẩm do chính người dân làng trồng và nuôi để ăn núi sông ở đây rất tốt rất phù hợp cho một cuộc sống nhập thất. Gia đình bốn người bọn họ đã có khoảng thời gian rất thoải mái và vui vẻ. Đôi khi cô sẽ nghĩ về cuộc sống trước đây của mình, nó luôn có cảm giác như một giấc mơ. Bất kể cuộc sống của cô như thế nào trước khi đến thành phố Hát, cô chỉ đơn giản là học hàng ngày và không có gì phải lo lắng. Sau khi đến thành phố Hát, ngày nào cô cũng lo lắng. May mắn là mọi thứ đã kết thúc rồi, phương y lệ nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của hai đứa bé và đưa các bé về nhà ăn tối trên chiếc xe đạp điện của mình cả hai cùng trò chuyện vui vẻ với cô suốt cả chặng đường giọng nói đáng yêu khiến cho người ta cảm thấy ấm áp trong lòng khi hai người bọn họ về đến nhà bà đã chuẩn bị sẵn bữa ăn bà vui vẻ dọn bữa ăn cho bọn họ và bảo bọn họ hãy đi rửa tay đoàn đoàn bỗng cười và nói mẹ ơi hôm nay con nhìn thấy mấy kẻ xấu phương y lệ dừng lại cái gì viên viên trả lời ngay kẻ xấu còn cho chúng con kẹo và bảo chúng con đi cùng còn sờ đầu chúng con nữa trường học tuy nhỏ nhưng vẫn đóng cửa kỹ và cổng trường thường được khóa nhưng chỉ vì cổng trường bị khóa nên những đứa trẻ như đoàn đoàn viên viên luôn thích thử thách xem mình có thể vượt qua hàng rào sắt hay không cho nên sau giờ học thường có người chơi ở đó tuy nhiên chưa từng xảy ra vụ án nào ở vùng sâu vùng xa này cũng như chưa từng xảy ra trường hợp bắt cóc trẻ em nào cũng có một ông già đang canh giữ cổng trường nên hai người bọn họ không cần quá lo lắng về sự an toàn của bọn nhỏ đoàn đoàn lên kể con còn bắn súng nước vào chú ấy chú ấy còn hỏi bố mẹ con làm nghề gì con liền yêu cầu chú ấy đưa tiền cho con trước rồi con mới trả lời câu hỏi viên viên nói chú ấy thật dễ lừa Chú ấy đưa cho chúng con 100.000 Sau đó bọn con bỏ chạy ngay lập tức Bọn con đến một siêu thị nhỏ Và mua một đống đồ ăn nhẹ Và tất cả bọn con đều ăn cùng nhau Chú ấy chỉ lo lắng nhìn bọn con Mà không ai để ý đến chú Sau đó thì sao Sau đó thì vào lớp rồi Mẹ ơi con phải về lớp đây Vậy là hôm nay các con lại đi mua đồ ăn vặt Phương Y Lệ nói thẳng Sau bữa ăn Cô nghiêm túc giáo dục cả hai đứa rất lâu giải thích cho bọn nhỏ về tình hình an toàn thực phẩm hiện nay, rồi phạt bọn nhỏ quay mặt vào tường suy nghĩ trong nửa giờ. Hai đứa đứng một cách đáng thương trong góc, vừa yếu đuối vừa bất lực. Bây giờ ngay cả dầu ăn đã không còn an toàn, chứ đừng nói đến là đồ ăn vặt. Gia đình bọn họ thậm chí còn lấy sữa từ chính những con bò của mình, và bọn họ vắt sữa chúng hàng ngày và nấu chúng để uống. Nhưng đoàn đoàn và viên viên chẳng hiểu gì cả, bọn trẻ chỉ nghĩ là vui thôi. Hai đứa thích tất cả mọi thứ Ngoài việc suốt ngày đến lớp Còn dành thời gian cho chó mèo Nuôi gà vịt và chăn bò Nếu không phải có tên điên Trần Viên An Ở thành phố Hát Thì cô nhất định muốn có được địa vị Ở thành phố Hát rồi Như vậy ít nhất Vấn đề an toàn thực phẩm sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy Vì đoàn đoàn và viên viên Gặp phải người xấu Nên buổi chiều khi bọn họ đến trường Bà cũng dọn một chiếc ghế đầu Và đứng gác trước cổng trường Sau khi học xong Cô lấy bài dịch ra Phương Y Lệ thường làm một số công việc dịch thuật 3 giờ 30 chiều tan học Hai đứa nhỏ lại về nhà với bà Bà nội nói bà không thấy người lạ nào Ở cổng trường cả Tuy nhiên Phương Y Lệ không dám đánh cuộc chút nào Dù hai đứa bé có làm gì đi nữa Cô cũng không bao giờ rời mắt Và luôn để mắt tới chúng Sau vài ngày cuộc sống tương đối yên bình Cho đến một tuần sau Sau giờ học Cô dẫn đoàn đoàn và viên viên ra khỏi trường nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa đã lâu không gặp phương y lệ là trần viễn an trông anh ta vẫn ung dung và điềm tĩnh như trước chỉ là điều thuốc lá cầm trên ngón tay anh ta dường như đang rung nhẹ đôi mắt đó đôi mắt đã xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của cô dường như là đôi mắt xuyên thấu nhìn chăm chăm vào cô rất là gắt gao đoàn đoàn vội vàng nói mẹ đây chính là kẻ xấu viên viên hét lên Người xấu tới, người xấu tới rồi. Những học sinh và giáo viên chưa rời trường đều bị hấp dẫn đến. Hiệu trưởng cũng tới. Đoàn đoàn và viên viên vội vàng phàn nàn. Thầy hiệu trưởng, chú ấy là người xấu. Lần trước chú ấy đã cho bọn con tiền và kẹo, rồi còn bảo bọn con đi theo chú ấy. Bây giờ thế mà lại đến đây. Trần Viễn An vứt tàn thuốc đi, bước tới chỗ cô, vòng tay qua eo cô rồi mỉm cười với hiệu trưởng. Tôi là chồng của cô giáo Phương, cũng là bố của các con tôi. Đoàn đoàn và viên viên ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Cuối cùng, Phương Y Lệ nhảy lên chiếc xe điện với hai đứa con trên tay và bỏ chạy nhanh như chớp. Nhưng cô vừa về đến nhà chưa được bao lâu, thì xe của anh ta đã đậu trước cửa nhà cô. Ngoài ra còn có rất nhiều vệ sĩ. Phương Y Lệ lập tức gọi cảnh sát. Trần Viên An nhìn hành động gọi cảnh sát của cô, mỉm cười nói. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải xa lạ như vậy đâu. Phương Y Lệ cảnh giác nhìn Trần Viễn An và bảo vệ hai đứa trẻ phía sau. Tôi không biết anh, tôi đã gọi cảnh sát rồi, đừng tưởng ở đây anh muốn làm gì thì làm. Đoàn đoàn và viên viên cầm súng nước bắn ra và tiếp tục bắn bọn họ. Một nhóm người có một chút xấu hổ. Trần Viễn An có chút tức giận, nhưng vẫn kiềm chế bản thân quỳ xuống, tức giận nói. Bảo bảo, ta là bố của các con, nhìn xem các con giống ta đến mức nào. Anh nói bậy, phương y lệ tức giận bế hai đứa trẻ đi anh đừng mơ nữa phương y lệ bế con vào nhà và khóa cửa lại bà ngoại đang lo lắng phương y lệ cũng im lặng cô có thể thấy anh ta đang muốn bắt cóc bọn trẻ sau khi cảnh sát đến họ không những không giúp đỡ cô mà còn chỉ trích cô nói rằng người bố cũng có quyền gặp con và cô không thể tức đi cơ hội nảy sinh tình cảm với nhau của họ hơn nữa cảnh sát không quan tâm đến những gì cô nói mà chỉ nghe lời Trần Viễn An trong mọi việc, đã thế còn gật đầu và cúi chào anh ta. Trần Viễn An đã làm xét nghiệm mối quan hệ bố con và phát hiện ra. Viên cảnh sát chỉ nói: nhìn kia, ngài ấy chính là bố của đứa trẻ. Cuối cùng viên cảnh sát nói: ngài Trần, cảm ơn ngài đã đầu tư vào cơ sở của chúng tôi. Lãnh đạo của chúng tôi nói rằng ngài đang rất bận, cho nên hãy gọi cho ông ấy bất cứ lúc nào. Tôi sẽ dẫn ngài đi tham quan với tư cách là chủ nhà không nói nên lời luôn sau khi cảnh sát rời đi trần viễn an lại nói với cô chúng ta có thể nói chuyện được không hai người bọn họ đứng ngoài sân nói chuyện hai đứa bé đang nằm bên cửa sổ tò mò nhìn hai người bọn họ phương y lệ đang suy nghĩ làm cách nào để có thể giữ các con bên mình trần viễn an im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nói anh chưa kết hôn phương y lệ trợn mắt anh nhớ em nhiều lắm anh ta đến gần cô và nói hãy quay lại với anh được không cô đẩy tay anh ra và nói anh nên tìm thêm người làm để chăm sóc cho mình em không có chút tình cảm nào với anh sao nói đi liền đi thậm chí còn mang theo con của anh bỏ đi em có biết mấy năm nay anh ngày nào cũng tìm kiếm em lo lắng cho em không hả phương y lệ sốt ruột nói anh điên rồi tại sao tôi lại phải thích anh tôi nghiện làm nô lệ à hay là tôi nghiện bị anh hành hạ Người bình thường thì có ai mà thích anh chứ? Anh không tự biết mình là ai sao? Nếu không phải lúc đó vì tiền lại còn bị anh ép buộc thì tôi sao có thể đi cầu xin anh? Tôi đến nhìn anh cũng chẳng muốn nhìn. Trần Viễn An sừng sốt. Vậy em của những năm đó ngoan như vậy... Phương Y Lệ thực sự muốn nói một cách ghê tởm với anh ta bằng một cách thiếu phẩm chất. Đó mà là ngoan à? Cô có quyền được hư đó nhé anh có thể đừng nói về những chuyện xa xưa đó nữa được không con tôi tất nhiên là tôi không thể đưa cho anh anh thích cưới ai thì cưới đi bọn nhỏ chỉ có thể sống cùng tôi thôi trần viễn an nhìn cô đầy kiên định trong mắt anh ta có một chút nước dâng lên anh sai rồi y lệ trần viễn an ôm vai cô nói trước đây là anh sai nhưng bây giờ anh đã biết lỗi rồi em hãy quay lại với anh anh sẽ cố gắng bù đắp cho em được không thần kinh phương y lệ kéo tay anh ta ra và quay người bỏ đi kết quả là anh lại ôm lấy cô và cô không thể thoát ra được anh ta thì thầm vào tay cô nói bảo bối anh thực sự rất nhớ em nếu không có em anh sẽ chết mất em có thể đừng tàn nhẫn như vậy nữa được không chúng ta đã ở bên nhau ba năm rồi em không thể tàn nhẫn như vậy được tôi đã phục vụ anh ba năm rồi Kết quả là Trần Viễn An đột nhiên quỳ xuống nói. Vậy anh sẽ phục vụ lại em 3 năm, được không? Phương Y Lệ đang định rời đi thì Trần Viễn An ôm lấy đuổi cô. Em đã sinh con rồi, em còn muốn một mình chăm sóc con hay sao? Dù anh có đồng ý thì bố mẹ anh cũng sẽ bắt con rời ra em. Em theo anh trở về, đối với em mà nói đó là lựa chọn tốt nhất. Và lại hai đứa trẻ ở đây thì sẽ tiếp nhận giáo dục kiểu gì? Em không nghĩ tới hay sao? tất nhiên là cô đã cân nhắc qua điều cô nghĩ là trong vài năm nữa trần viễn an sẽ không còn tìm kiếm cô và cô dự định sẽ đưa các con của mình đi nộp đơn ở một trường học khác nó đã được chuẩn bị sẵn rồi phương y lệ đang có ý định thi lấy bằng thạc sĩ và nộp đơn vào trường tiểu học cho con kết quả là lại bị tên biến thái trần viễn an tìm thấy trần viễn an đã kiểm soát gia đình cô hoàn toàn cũng không ai quan tâm bọn họ vào buổi tối, sau bữa ăn, cô nghe thấy một tiếng gầm lớn, đó là âm thanh của một chiếc trực thăng. Sau đó, người của Trần Viễn An bất chấp mở cửa. Trần Viễn An đã kiểm soát cô và nói với cô, Hãy ngoan nhé, chờ khi trở về thành phố hát, anh sẽ bù đắp cho em. Bà, hai đứa con của cô và cô được đưa lên trực thăng, chuyển sang máy bay riêng một lần nữa. Lúc đầu hai đứa bé còn khóc, nhưng sau đó khóc chán và ngủ tiếp đi trong vòng tay cô. Phương Y Lệ thậm chí còn không biết làm thế nào mà Trần Viễn An đưa bọn họ vào. Bọn họ được đưa về biệt thự ban đầu. Không có gì thay đổi, không có gì để thay đổi nữa. Khi bọn họ đến thành phố hát thì đã là nửa đêm. Hai đứa bé thiếu cảm giác an toàn, bọn nhóc không muốn ai ngoài cô bế. Trần Viễn An bảo người làm đưa bà ngoại đi nghỉ. Bà ngoại nhìn cô đầy lo lắng. Phương Y Lệ chỉ có thể an ủi bà nói. Bà ơi, không sao đâu, bà còn chưa khỏe đâu bà về nghỉ ngơi trước đi ngày mai chúng ta sẽ nói mọi chuyện tiếp trần viễn an nói với cô đi thôi ngủ cùng phòng đi phương y lệ nghĩ ngợi rồi đi lên lầu với hai đứa bé trên tay trần viễn an nói anh giúp em hai đứa bé lập tức hét lên phương y lệ trận mắt nhìn trần viễn an hai đứa bé rất nặng nhưng may mắn là mấy năm nay cô đã quen dần khi bọn nhóc được đặt lên giường chúng lập tức gen rỉ và bảo cô ôm ngủ. Cô mệt quá, có gì thì cứ đến hết đi. Chúng ta liệu còn có thể làm gì? Cô chỉ có thể ngủ khi ôm cả hai đứa trong vòng tay. Ngày hôm sau khi cô thức dậy, trời đã sáng rõ, Trần Viễn An đang nằm cách đó không xa. Cả hai đứa bé đều bối rối và dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Phương Y Lệ đứng dậy đưa cả hai đi tắm rửa. Trần Viễn An ở bên cạnh nhìn. Những lúc anh ta muốn giúp đỡ, hai đứa bé sẽ lập tức giơ nắm đấm định đánh anh ta. Hai nhóc hơi buồn vì bị người xấu bắt. Ăn sáng xong, Trần Viên An ngồi vào bàn nhìn ba mẹ con cô. Ba người bọn họ nhìn anh ta đầy cảnh giác. Trần Viên An khẽ mỉm cười. Em chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ở lại đây với anh, không cần phải lo lắng gì. Hoặc là anh sẽ gửi hai đứa nhóc cho bố mẹ anh, để họ giúp chăm sóc. Trần Viễn An nhìn cô và ý của anh ta là hiển nhiên, nếu cô không hợp tác anh ta sẽ cướp hai đứa trẻ khỏi cô đoàn đoàn nhổ nước bọt vào người anh ta viên viên thì cởi quần ra phương y lệ giật mình hỏi nhóc viên viên con đang làm gì vậy mẹ ơi con sẽ đánh bại chú ấy bằng cách đi tiểu phương y lệ vội bịt miệng con lại sắc mặt của trần viễn an vô cùng tối tăm anh ta chịu đựng một lúc rồi nói với cô bây giờ hãy đi với anh để làm thủ tục chỉ trong vòng một ngày ba người bọn họ đã thực sự có địa vị ở thành phố Hát. Nhìn đường phố nhộn nhịp của thành phố Hát, cô thấy vừa quen vừa lạ. Đoàn đoàn nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi cô, Mẹ ơi, chúng ta đang ở đâu vậy? Thành phố Hát con ạ. Viên viên hỏi, Mẹ, chúng ta về nhà bằng cách nào? Đoàn đoàn ghé sát tay cô nhẹ nhàng hỏi, Con muốn bỏ trốn trong lúc chú ấy không để ý tới. Phương Y Lệ cũng bối rối tất cả những gì cô có thể nói là bây giờ chúng ta cứ ở lại đây trước trở lại biệt thự trần viễn an hỏi bọn nhóc có thể nói tiếng anh và tiếng quảng đông không mặc dù cô không muốn để ý đến trần viễn an nhưng anh ta đã xây dựng quyền lực đối với cô từ lâu chống lại anh ta cũng chẳng có ích lợi gì phương y lệ chỉ có thể gật đầu thực ra kể từ khi đến gặp cô anh ta đã nói tiếng quảng đông bọn nhóc có thể hiểu được nếu không thì khi mở miệng ra sẽ không thể mắng chửi được. Nhưng hóa ra, mặc dù cô nói tiếng Anh và tiếng Quảng Đông với anh ta ở nhà, nhưng họ lại giao tiếp bằng tiếng phổ thông với những người ở bên ngoài, nên họ tự động chuyển sang tiếng phổ thông khi nói chuyện với người ngoài. Vì định hướng giáo dục ban đầu cho con là đi du học, nên cô đã dành rất nhiều thời gian để dạy chúng bằng tiếng Anh và tiếng địa phương kể từ khi chúng còn nhỏ. Trần Viên An ngồi trên ghế sofa và nói với hai đứa nhóc. Lại đây, đừng trốn sau lưng mẹ cả ngày như vậy. Đoàn đoàn lập tức trận mắt nói. Đồ đại ác, đợi ta đánh ngươi đã. Viên viên lại phải cười quần. Phương Y Lệ nhanh chóng giữ thằng bé lại. Cô bế hai đứa con của mình và ngồi trên ghế sofa. Trần Viên An kìm nén cơn tức giận và nói. Ta đã đăng ký cho các con. Ngày mai các con sẽ đi học. Từ giờ các con sẽ sống ở đây cho nên phải cư xử như một người đàn ông. Mấy ngày nữa ta sẽ đưa các con về gặp ông bà nội. Hai đứa bé nhìn cô, bà ngoại cũng từ sân đi vào, hai đứa bé thấy vậy thì vội vàng chạy tới. Người giúp việc lại lập tức nói, "Tiểu thiếu gia, bên ngoài vui lắm, tôi dẫn cậu đi chơi một lát, trong vườn có thiên nga, ngựa con và hiêu nữa, cậu có muốn đi xem không?" "Mẹ." Hai đứa bé đã gọi cô, Phương Y lệ nói, hai đứa đi theo bà ngoại chú ý an toàn chút nữa mẹ sẽ tới đón hai đứa cả hai vui vẻ chạy ra ngoài vậy mà còn lo lắng trừng mắt nhìn trần viễn an trần viễn an nhìn theo bóng lưng bọn nhóc đi ra ngoài và lập tức ngồi cạnh cô phương y lệ nhanh chóng rời đi anh ta ôm vai cô chân thành và nói y lệ là lỗi của anh em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được muốn anh xin lỗi em như thế nào anh cũng đều đồng ý nhưng em đừng rời xa anh và đừng phớt lờ anh nhé được không phương y lệ nhìn trần viên an một cách bối rối chắc hẳn anh ta không bị bệnh tâm thần phân liệt đâu nhỉ vừa rồi anh ta tỏ ra lạnh lùng bây giờ lại giả vờ trìu mến anh ta nắm lấy tay cô ánh mắt đầy vẻ cầu xin và đáng thương anh chính là một tên khốn nạn làm tổn thương trái tim của em lẽ ra anh không nên cưới người khác lúc đó là do anh quá kiêu ngạo Chờ anh hiểu được trái tim của mình thì đã quá muộn rồi. Xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi được không? Ôi mẹ ơi! Phương Y Lệ nhìn Trần Viên An với ánh mắt nghi ngờ. Hóa ra Trần Viên An là người xa cách. Nếu nhiệt độ trà đưa cho anh ta không phù hợp, anh ta sẽ nói. Và nhìn cô với ánh mắt đầy ghét bỏ. Phương Y Lệ nghiêm khắc nói. Mặc kệ anh là ai, hãy rời khỏi cơ thể này ngay lập tức. Anh ta sừng sốt một lát em đang nói cái gì vậy? Phương Y Lệ rút tay ra và nói. Tốt nhất là anh nên đi tìm một đạo sĩ làm phép đi. Chắc hẳn anh đã bị ma ám rồi. Anh ta nghẹn ngào một lúc, tiếp tục trừ mến nói. Y Lệ, em muốn anh xin lỗi em như thế nào cũng được hết. Vậy anh để chúng tôi đi đi. Cái này thì không được. Phương Y Lệ rút tay lại. Anh bị điên à? Tôi nói cho anh biết, tiền không thể bẫy được tôi nữa đâu. Vậy thì anh sẽ dùng tình yêu của mình để cảm hóa Anh thực sự rất yêu em Em không biết hay sao Trần Viên An háo hức nói Nếu như không yêu em Thì anh có thể ở bên em tận 3 năm sao Nếu như không yêu em Anh sẽ vứt bỏ cuộc hôn nhân của mình dưới áp lực lớn như vậy hay sao Nếu như không yêu em Anh sẽ tìm kiếm em trong nhiều năm như vậy sao Chỉ là do anh ngộ ra quá muộn Cứ cho rằng mặc kệ anh làm gì Thì em vẫn mãi mãi chờ nhưng anh không ngờ đến tiền em cũng không cần nữa. Từ nay về sau anh sẽ yêu em thật lòng. Nếu em không hài lòng về điều gì thì cứ nói với anh, anh sẽ sửa lại. Tôi không yêu anh chút nào, tôi không thích anh chút nào cả, anh làm gì cũng vô ích thôi. Không, anh sẽ làm cảm động đến trái tim em. Anh biết chứ, em sẽ không phục vụ người khác. Hóa ra ở bên anh đã làm cho em phải tủi nhục như vậy. Sau này hãy để anh phục vụ em được không? Em phục vụ anh 3 năm, anh cũng sẽ phục vụ lại em 3 năm. Không, anh phục vụ 30 năm luôn. Trần Viễn An đã xin lỗi cô và hứa với cô mọi chuyện. Kết quả là cái gì cô cũng không đồng ý. Sau đó mọi việc đều được Trần Viễn An chấp thuận và anh ta cứ cử người theo dõi cô mọi lúc mọi nơi. Nó một cách mỹ miều là để bảo vệ hai người bọn họ. Anh ta nhất quyết là không để mẹ con họ đi Trường mẫu giáo của đoàn đoàn và viên viên nằm trong khu biệt thự gần đây. Ngoài việc đón đưa các con ra, cô căn bản là không có việc gì làm. Bà ngoại đã tìm được việc làm. Hiện bà đang lo sợ về vấn đề an toàn thực phẩm, nên muốn tự trồng rau. Trần Viễn Nan nhờ quản gia đưa bà đi làm vườn rau. Tất cả thức ăn đều do bà tự trồng, bao gồm cả các loại gia vị, dầu, vân vân. Bà ngoại cuối cùng cũng tìm được niềm vui và hàng ngày đều đi theo người làm chọn rau và nấu nướng. Thế nhưng bà cũng chẳng thèm đoái hoài đến Trần Viễn An. Vài ngày sau, Trần Viễn An rủ cô ra ngoài với anh ta. Phương Y Lệ đang ở trong trạng thái mờ mịt. Kết quả là anh ta đưa cô đi đăng ký kết hôn. Phương Y Lệ muốn bỏ đi, nhưng anh ta lại thì thầm đe dọa vào tai cô nói. Nếu em không đồng ý, anh sẽ đưa bọn trẻ đi. Đăng ký xong thì anh ta thấy cô tức giận, lại xin lỗi. Y Lệ, em hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng nữa Thực sự anh yêu em và các con rất nhiều Chúng ta nên cho bọn nhỏ một gia đình hạnh phúc trọn vẹn Phục luôn rồi Chết tiệt Dù sao thì anh ta cũng làm điều đó Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi Nhưng nó không thay đổi được gì cả Khi hai người bọn họ về đến nhà Trần Viễn An lập tức đi lấy dép cho cô và giúp cô cởi giày. Phương Y Lệ vội vàng tránh đi nói. Tôi tự làm được, anh ta đứng thẳng lên và nói anh thực sự sẵn lòng phục vụ em phương y lệ trợn mắt vợ ơi đừng giận nữa anh thực sự đã thay đổi rồi anh đã thay đổi hoàn toàn thật mà phương y lệ không còn sử dụng các tài khoản mạng xã hội trước đây của mình nữa không cần thiết ngay cả sau khi rời thành phố cảng cô không mong đợi có thể đăng nhập lại thế nhưng vừa đăng nhập cô liền thấy anh ta đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn từ những lời đe dọa Cơn thịnh nộ và tức giận ban đầu cho đến những lời cầu xin sau đó, cuối cùng có cảm giác như tài khoản của cô đã trở thành cái hố cây của anh ta vậy. Số điện thoại của cô vẫn thực sự vẫn còn hoạt động và cô vẫn còn hóa đơn điện thoại. Trần Viễn Na nói, anh vẫn luôn gọi cho em, chỉ chờ em trở về, anh không tin em có thể trốn cả đời được. Phương Y Lệ luôn cảm thấy kỳ lạ khi nghe anh ta nói điều này, nó khiến cho cô dùng mình Cô đẩy anh ta ra và nói Nói chuyện thôi Anh có thể đừng gần gũi với tôi như vậy được không Được rồi vợ Anh xin lỗi Lời nói đã nói ra Nhưng anh ta không hề có ý định cử động Phương Y Lệ kìm lại cơn tức giận của mình Cô đang định xem lại thông tin cập nhật của mọi người Kết quả là anh ta nằm lấy cầm cô Và hôn cô một cách say đắm Ngoài ra còn có khí rất lạnh lùng Chỉ có ở mình anh ta Phương Y Lệ đẩy mạnh Trần Viễn An ra nhưng sức lực của cô cạn kiệt và anh ta cũng không buông cô ra mãi đến khi cô tức giận quá mức anh ta mới ôm cô vào lòng và nói anh xin lỗi vợ anh không thể kìm lại được buổi chiều khi cô xem tin tức anh ta đã đăng một bức ảnh cực hiếm của hai người bọn họ chụp cách đây vài năm còn đăng cả giấy chứng nhận kết hôn của hai người bọn họ nữa dòng chữ kèm theo nội dung đó thực sự là tình yêu đích thực và chúng tôi thậm chí đã kết hôn rồi đoàn đoàn và viên viên đã quay lại đoàn đoàn hỏi cô mẹ ơi mẹ lấy chồng rồi à viên viên nói mẹ mẹ gả cho kẻ xấu kia à trần viễn an từ phía sau ôm cặp sách của các con ta là bố của các con viên viên nói mẹ đợi con lớn lên con sẽ cứu mẹ trần viễn an một tay nằm lấy cổ áo của một trong hai đứa nhỏ rồi nói mau làm bài tập về nhà đi giáo viên tiếng pháp sắp tới rồi chúng ta còn phải học kỹ năng cưỡi ngựa nữa đoàn đoàn và viên viên rất bất mãn đang nhìn chằm chằm vào chân anh ta để đá cho nhát đã thế còn gọi mẹ ơi mẹ ơi trần viễn an cũng nói vợ yêu em đừng lo lắng về hai tên nghịch tử này phương y lệ suy nghĩ một lúc rồi nói đoàn đoàn viên viên hai con đi làm bài tập đi hai đứa thoát ra khỏi vòng tay của anh ta và bỏ chạy thật xa sau đó mới quay mặt lại rồi làm mặt quỷ với anh ta trần viễn an vô cùng tức giận đêm đến hai đứa nhỏ ngủ cạnh cô thực ra khi còn ở quê hai đứa đều tự ngủ một mình khi đến thành phố hát cô cảm thấy không an toàn nên mới ngủ với hai nhóc trần viễn an ở một bên nhìn cô và nhỏ giọng nói để anh đưa bọn nhỏ về phòng phương y lệ suỵt một tiếng anh bị điên đấy à đừng có đánh thức hai đứa nói xong thì cô nhắm mắt lại đừng tưởng là cô không biết trần viễn an đang nghĩ gì với hai đứa con ở đây cô không tin anh ta dám làm gì cô hóa ra cô đã đánh giá thấp trần viễn an thật rồi anh ta thực sự dám làm gì thật là không biết xấu hổ mặc dù trong suốt ba năm theo anh ta trong lòng cô đã nguyền rủ anh ta hàng vạn lần nhưng con chó này rất giỏi việc trên giường một lúc sau anh ta mới bình tĩnh hỏi cô em có muốn anh không phương y lệ cắn môi và trừng mắt nhìn anh ta đầy căm ghét anh ta cười đứng dậy bế cô đi vào phòng làm việc khi được đặt trên bàn cô cảm thấy rất lạnh và muốn hỏi anh ta tại sao lại không lên phòng phương y lệ nhìn thấy trên bàn có mảnh dây trắng mà cô đã viết cho anh ta trước khi rời đi anh ta vừa di chuyển vừa nói tối hôm đó khi về nhà anh đã nhìn thấy em viết những dòng chữ này anh muốn nói rằng đôi cánh của em đã trở nên cứng cáp hơn rồi nhưng không ngờ đôi cánh cứng sẽ bay đi vợ ơi hãy kết thúc từ đây và bắt đầu lại từ đầu được không cô đang cố gắng kết thúc đây còn chó này trước đây cô rất vội vàng nhưng bây giờ cô đã bắt đầu làm việc chăm chỉ trở lại phương y lệ nắm chặt mảnh giấy nghiến răng nghiến lợi nói nếu anh không làm thì tôi đi đây anh ta cười nói vậy thì rất hân hạnh Nhân tiện, ngày mai chúng ta sẽ về nhà gặp bố mẹ. Đám cưới dự kiến diễn ra trong 3 tháng kể từ hôm nay. Tôi vẫn chưa đồng ý mà, nhẹ nhàng chút đi, đồ chó điên này. Không sao, cứ thế trước đi, sau này anh sẽ bù đắp cho em. Nợ nhiều quá rồi nên cũng không lo nữa. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc hạ vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like chia sẻ video bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh youtube nghe audio chuyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ chuyện mới tiếp theo